giờ tao hỏi mày lần nữa, mày có chịu đi với Bi đây không? Mày chỉ là được hả? Tao nói nhẹ mày không nghe, mày chắc tao. Có ngon mày bắn tao đi. Không dễ gì đâu. Dễ xuống. Cái viên đạn này tao sẽ gửi vào phòng tao sẽ nhận. Quan. Giờ biết hết tao nói cho tao. Mày giải quyết sạch sẽ cho tao. USB này đừng để rơi vào tay bọn chúng. Anh hai. Mà nó dí mày dữ vậy. Trốn khỏi chỗ này đi. Tao nói cho mày nghe. Tụi đó kìa. Chưa đừng nói cho tao. Tao. Mẹ ơi. Mày chạy nữa đi. Mày không thoát được tao đâu. Tụi bay đâu? Lên.